Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử cùng quý hiện nam tín nữ gần xa, hôm nay Tâm Hoàng sẽ kể chuyện cho quý vị nghe những chuyện trong chùa. Thì mấy ngày nay con cũng bị đau răng, thì hôm qua lại bị chấn thương ở cái cổ họng. Thì hôm qua đó là con có ăn cơm với chai đường cũng như mọi ngày. Thì con lúc này con đi học buổi trưa nên con ăn cơm sớm lúc 10 giờ. Thì con với mấy huynh đệ xuống chai đường ăn cơm. Cũng gặp thầy bên xây dựng, thầy cũng đi ăn cơm. Thì được biết là hôm nay thầy cũng đi lấy tủy răng. Thì mấy huynh đệ cũng nhiều người bị đau răng. Thì con cũng hỏi chuyện thầy. Thì thầy lấy cái tủy cái răng trên. Thì con nói lúc trước á, ở trong khi mà còn ở trong trại giam á, thì ở đó thì nhiều khi hả mình nhức răng á, thì cũng đâu có nhiều khi hút men hay cái gì đó nó cũng thiếu sót. Rồi tới khi mà tụi con á, ví dụ mà đứa nào mà bị nhức răng á, thì bạn đồng tù á, thì chung với nhau rồi xong rồi nó nhiễu cái quả tóc á, đốt những cái nhựa đó xong rồi kêu nằm xuống rồi nhiễu lên để cho nó đầy cái lỗ đó là coi như là nó hết đau. Rồi với một phần đó là giống như cái nhiễu quả tóc đó nó làm chết cái tỉ hay sao á, mà nó không đau. Xong khi mình ăn đó, nó những cái thức ăn nó không có vô cái răng. Rồi tới khi mà một vài ba ngày sau á, cái nú nó lành hay mình xong rồi mình khều cái cục mủ cái ra đó, thì cứ vậy. Còn nếu mà mình không làm như vậy á thì cũng không có chịu nổi đâu. Tại vì á hả, nhức răng mà quý vị biết rồi, nhức răng là chịu nhức lên tới não luôn. Thì những người mà ở trong trại á, người nào mà không chịu làm đó, tối mà ngủ mà ghen là nhiều khi á hả, người ta lại người ta đá vô mặt luôn, đá vô mặt, nhiều khi đá vô mặt xịt máu. Nhiều khi đôi khi vậy, ví dụ mình đá bên đây, ví dụ mình đau bên đây mà đá qua bên đây thì nhiều khi nó sưng bên đây, thì tự nhiên đau bên đây mà hết đau răng. Nhiều khi nhiều cái mà ví dụ mà trong đó kỳ lắm, ví dụ người mà đau bụng ở bên đây rồi xong rồi hả đấm bên đây là nó sẽ truyền cái đau qua bên đây, rồi xong rồi quên cái đau ở bên đây. Nó vậy, nhiều khi cái trận dịch đó, nó lây lan đó, những cái khi mà thời tiết lạnh rồi xong rồi có cái dịch tả nó lây lan, thì cho mấy anh em trong trại cũng vậy. Nhiều khi mình lấy cái độc trị độc, thì con nó giống như là những cái mùa kiết á, thì con lấy ớt con ăn thì nó cũng sẽ làm đổ mồ hôi, nó sẽ vượt qua. Thì con cũng tâm sự với thầy như vậy. Thì con nói ở lúc mà cách đây mấy năm về trước, con có đi bệnh viện Trưng Vương, con nhổ răng, con nhổ lúc 4 cái, rồi tới khi mà bác sĩ nhổ tới cái thứ hai là máu ra nhiều quá, xong rồi đâu có chịu nhổ nữa đâu, rồi nói xong rồi đưa ra mấy tờ giấy cho con ký, rồi phải chịu ký xong rồi là mới chịu nhổ tiếp. Con nói không sao, ký cứ nhổ đi, nhổ đau quá cứ nhổ đi, ký nhiều giấy cũng được hết. Trong nhổ cái thứ ba máu ra quá trời, người ta lúc đó không dám nhổ nữa, con kêu cứ nhổ đi có gì chịu trách nhiệm, là con chỉ cần ký giấy thôi là được rồi. Rồi nhổ hết 4 cái, nhưng mà nói chung là nó xỉu không xỉu nhưng mà máu nhiều thôi à. Rồi hà làm vậy nó nhổ sạch hết đi rồi nó không còn đau, không còn nhức nữa, nó đỡ. Hồi đó ở trong trại giam là con đã nhổ một lần rồi, đau quá, nhức quá, cái gân cắm trong đây nè nó còn phân nửa à. Mà ở trong trọng đâu có ai nhổ gân đâu, còn nhiễu quá tóc của hài viết thì nó cũng đâu có tiệt cái tỷ nó đâu, nên đau quá, nhức quá, con ra đồng con lấy cây kìm con tự con nhổ cái răng con lên luôn, mà tự mình nhổ đâu có nổi, nhổ lên tới hình như phân nửa nó không chịu ra, nó cứng quá, nhổ mà máu me trong họng không à. Xong rồi hả, cũng nhờ người ta cố gắng chịu đựng giật ra, nên giờ con răng nhiều cái trong răng cắm đồ nó hư hết rồi, nó mất hết rồi.
thì con mới tâm sự với thầy và nói thầy vậy gì, thầy nói thôi bây giờ hôm nay thầy đáng lẽ thầy ăn cơm sau thì tụi con ăn cơm trước để con đi học, mà thầy nói bây giờ còn thuốc tê nè, tranh thủ ăn rồi để lát nó hết thuốc tê rồi lúc đó là sợ đau không ăn được. Thì thầy có cái bịch thuốc, thầy nói thôi giờ đưa cho Tâm Hoàng 2 liều nè, để lát uống rồi xong rồi đi học, chứ còn nhức quá sao chịu nổi. Thì con nói thôi con không uống thuốc đâu thầy, con đó giờ con không uống thuốc, thôi con uống thuốc từ từ nó uống hết rồi con chịu, con đã chịu đau này nhiều rồi, không sao đâu thầy. Mà thầy cũng nói uống đi thuốc nha, nhớ nha, uống nha. Thì thầy xé mấy cái viên mà thầy bấm ra, nó đưa con 2 cử, thì 2 viên nhỏ với lại xé 2 viên lớn, thì một viên nó bị gách ra rồi giấy, rồi thầy để trên bàn luôn, còn một viên thì nó vẫn còn trong cái giấy. Thì để đó, con cũng đang ăn cơm mà con cũng nhức quá, ăn khó khăn, ăn nhiều khi nuốt không. Xong rồi á là thầy đi ăn cơm xong rồi thầy đi, thầy nói thầy để lên nghỉ nó, để cho nó đỡ đau. Rồi con đau quá, con lấy 2 viên thuốc đó, con thấy 2 viên thuốc đó, ủa sao cái viên này nó bự quá vậy, thuốc gì mà sao bự quá. Mà xong rồi tôi nghĩ trong đầu đâu, không sao đâu, chuối mình còn đưa vô mình ăn mình nuốt được mà, viên thuốc nó bự cũng đâu có gì đâu, con bỏ vô con uống vô, con vừa uống vô cái trời ơi nó sôi trong cái cổ họng. Trời, là lúc đó là con mới biết là cái đó là viên sủi màu trắng lớn, nó nghẹt ở đây. Rồi con uống nước nó không có xuống, xong rồi con bỏ cái chén cơm, con chạy ra ngoài toilet, là chạy ra ngoài toilet, con lấy nước xúc rồi xong rồi phun ra, mà xong rồi cũng không được, hình như là nó bị khi mà nó sủi á, nó bọt nó tan rồi nó dính ở chỗ đây không à, nó làm không thở được. Rồi con đi vô toilet, con thấy cái vòi xịt á mà rửa nước á, bây giờ biết làm gì bây giờ. Xong rồi con lấy vòi nước con xịt vô họng con uống luôn xong rồi ói hết cơm mà nó cũng không chịu ra, nó cứ nằm ở đó không. Xong rồi nhìn ra là mới thấy sư đệ Tâm Đoàn đứng đó, mà sư đệ không nói gì hết. Tự nhiên trong đầu con nghĩ chẳng lẽ chết vậy, kỳ quá, chết lãng xẹt, không được, con ráng cố gắng, con lấy tay con đập cái cổ họng con, con môi, con làm đủ mọi cách để cho nó ra. Trời ơi, làm hoài mà nó không xuống. Thì con cứ xịt vô rồi uống, ói ra. Xong nhìn vô cái lavabo á, cái hầm cầu á, nhìn nó còn sôi nữa mà, nó bụp sôi như nè. Bởi vì nó nghĩ là trời ơi sao mà ngu quá. Nhiều khi nghĩ lại cũng biết, tại vì lúc trước á, khi mà ba con nằm bệnh viện á, mổ nhiều quá rồi ba con uống thuốc nhiều rồi khi đó đề kháng yếu á, rồi ba con yếu quá sắp mất rồi mới đi về nhà mới mất. Thì từ ngày đó con thấy bình thường ổng khỏe rồi ổng vô ổng mổ ngày nọ rồi mới ra như vậy, nên con không có uống thuốc đâu, con không chịu uống thuốc và cũng không có muốn đi bệnh viện mổ xẻ gì đâu. Nên năm sáu năm rồi con không có đi uống thuốc gì hết á. Hồi đó là biết viên sủi chỉ có màu cam thôi chứ đâu có màu trắng như vậy đâu. Bởi vậy nhiều khi tưởng chuyện đơn giản, nói đến này người ta cười không á. Nhiều khi trời ơi cái viên sủi bự chà bá vậy mà không biết hay sao mà đút vô uống rồi để cho nó dính cái cổ rồi chạy. Thiếu hiểu biết đó là nó dẫn lên những cái chuyện, tại vì trên mạng có những cái vấn đề như vậy đó là dẫn đến chết người rồi. Nên cũng hên, nhiều khi trong những cái lúc mà như vậy á, mình cố dưỡng vậy để vượt qua. Cũng như có nhiều trận hồi xưa con cũng vậy thôi, ở trong trại cũng vậy, khi mình cái sức mạnh của con người mình nó mãnh liệt quá, nó làm cho tiêu tan hết những cái khó khăn hay là cái trong gai trước mắt, nên mình vượt qua được. Mấy ngày nay á, trên báo đài thông tin đại chúng cũng nói về vấn đề của lũ lụt miền Trung, thì cũng có nhiều sự hiểu biết trong đó, cũng như là
là giống như ăn chặn tiền 40%. Rồi mới đây cũng là con cũng nghe phong phanh ở bên trên thông tin đại chúng, trên truyền thông á, thì cái cô ca sĩ Phương Thanh thì cũng có nhiều vấn đề khi mà đi từ thiện miền Trung. Thì những vấn đề đó thì đương nhiên không có tránh khỏi rồi. Nhiều khi con nói cái cơn bão cái năm nay nè, năm 2020 á, bão lũ miền Trung khiếp quá. Thì đại hồng thủy tràn vô biết bao nhiêu tỉnh ở miền Trung, thì làm tiêu tan hết nhà cửa của dân mình. Nên nhiều khi thấy thương lắm. Con hồi xưa đó, cách đây 2 năm con có đi từ thiện ở ngoài miền Trung, cũng những năm bão lũ vậy đó. Thì con đi á, quý vị biết không, con đi cũng ở Quảng Nam luôn. Ở Quảng Nam luôn, nhưng mà con đi chỉ có được có 2 xã rồi con cũng đành phải quay về. Lúc đó con đâu còn gì để cho nữa đâu. Nên không biết sao nên cũng có một cụ già cũng nói: thầy ơi, còn con nữa thầy cho con. Con nói con lục không có rồi. Xong rồi con kêu mấy Phật tử nói có cái gì không. Rồi xong rồi Phật tử nói cho cụ này đi, coi cụ này coi ở trên chảnh có hồi nãy có người ta cúng tâm hoàng hộp bánh á, lấy ra. Rồi với lại Phật tử thêm vài trăm ngàn vô cũng cho cụ. Rồi đi về, trên xe đi về nhiều khi mình nghĩ thương quá, mà sức người có hạn nên không có thể nào mà giúp được hết. Thấy nó đau lòng lắm. Giống như năm nay thì con không có đi, còn quý thầy ở chùa thì đi, nhưng mà nhiều khi coi trên đài báo không coi nổi, coi không cầm nước mắt được. Nhiều khi hả, dân quê, dân miền Trung là ruột thịt của giống như đồng bào của mình mà. Nên tự nhiên mình thấy lên những cảnh đau đó, mình đau lòng lắm. Dẫu biết rằng á, miền Trung quanh năm là phải chịu cơn bão, thì dân miền Trung cũng biết cái điều đó, thì người ta cũng chuẩn bị là nhà cửa kiên cố. Những cái nhà kiên cố đó nó có gác ở trên á, gác ở trên gần cái nóc á, thì khi mà lũ lên á là người ta kéo đồ lên trên đó, rồi gia đình lên trên đó chống lũ. Thì vốn dĩ là như vậy, nhưng mà năm nay thì không thể kịp, tại vì chỉ vài phút thôi là ngập lên 5-6 mét rồi qua nút nhà luôn rồi, thì làm sao mà còn cái gì nữa mà để hủ, để dự trữ, để tránh qua cơn lũ. Trôi cái gì cũng trôi hết mà, cái đồ đạc của cải hay cái gì, gạo hóc đồ hay là những đồ trong nhà, rồi thậm chí gia súc thì cái gì cũng không còn một cái gì nữa. Còn vấn đề là mà đi từ thiện thì thực chất ra không có tránh khỏi thị phi của nhiều người và dư luận tốt xấu đến nhiều cái tấm gương là đã mở tấm lòng hy sinh hay là cái gì mà để giúp đỡ cho mọi người. Thì ngoài ra cũng có những cái người dân thì khổ quá, tại vì giờ mất trắng hết rồi thì hỏi thử hỏi thì sao mà người ta không cần. Thì đương nhiên bây giờ mình á, mình là bản thân, nếu mà mình đi từ thiện, nếu mà đối với vấn đề cá nhân của con thôi, thí dụ mà cá nhân của con thôi, như hồi xưa con đi từ thiện á, thì con đi tới đâu gặp thì cứ mình đã đi từ thiện rồi mà, gặp thì mình cứ cho hết đi, cho đi miễn sao hết rồi thì đi về thôi, chứ còn là đi nữa, tại vì mình hết rồi phải về thôi, chứ còn cứ đi cho đi, không đừng có phân biệt cái gì, còn phân biệt gì nữa, ngập hết rồi còn ai mà còn cái gì nữa. Chẳng qua nhiều khi bây giờ hả lục nó hấp nước rút bớt rồi thì mình tập hợp được, thì nhờ chính quyền địa phương tập hợp ra rồi để mình phát cho bà con rồi cho ai cũng có, không thiếu sót một ai. Còn như mình đi á, thì thật sự ra mình đi thì cũng tùy phước duyên, mình đi tới đâu thì duyên tới đâu thì mình phát tới đó. Nhưng mà có nhiều cảnh ở trong người ta không có cũng tội người ta. Nay thì cái cơn bão cũng chưa qua,
thì dân cả nước cũng hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt, thì không tránh khỏi những cái vấn đề chuyện này chuyện kia xảy ra. Thì thực sự ra cuộc đời mà con người đã là con người, ai mà không phạm sai lầm, không ai mà không có lỗi. Thôi thì mình hãy thông cảm cho nhau, nên thời điểm này bây giờ mình hãy gác lại đi, rồi mình hãy lo nghĩ tưởng đến những dân miền Trung, những người nào mà bị sập nhà nè, rồi bị sạt lở nè, thiệt hại người của, không chết biết bao nhiêu người, không? Còn mình bây giờ mình kêu gọi đồng bào để chung tay góp sức để cứu trợ miền Trung. Giống như con thì con tu sĩ ở đây, con chỉ hướng đến miền Trung là qua những thời tụng kinh để hồi hướng cầu an cho mọi người. Và con cũng có vài trăm ngàn để gửi đến một chút tấm lòng của con, gửi đến miền Trung thôi. Như cô Hỷ Tiên, anh Công Vinh gì giúp đỡ người dân miền Trung như vậy á, thì đó tấm lòng Bồ Tát quý quá. Mình giúp một người đó, mình phải giúp cho người ta vượt lên luôn. Chứ không giúp thì thôi, hà không biết thôi. Chứ còn mà biết mình phải giúp cho nó tới nơi tới chốn để người ta vượt khó luôn. Tại bây giờ á hả, sau lũ là phải cần tiền để mua đồ đạc, sửa chữa lại nhà cửa, rồi mua hoa màu, gia súc để mình tái thiết lập cuộc sống mới lại. Thiệt thì con cũng đồng cảm với quý vị trên cả nước hướng về miền Trung, và những mạnh thường quân có tấm lòng Bồ Tát để đem tâm đi cứu giúp, bảo trợ đồng bào miền Trung. Thì con cũng hướng theo, dõi theo tất cả các đồng bào, anh em ruột thịt trên miền Trung. Thì con cũng có một bài thơ xin gửi đến quê hương miền Trung. Thương quá miền Trung, tiếng hét vang lên cả bầu trời. Miền Trung bão lũ mọi người ơi, mẹ già đứng lặng nước mắt rơi. Dòng người hối hả chen nhau chạy, mênh mông biển nước tràn ngập quê. Miền Trung bão lũ có ai về, đau xót nhìn người nước cuốn trôi. Nhà nhà nước ngập lên tận mái, trẻ hơ tung nóc khóc kêu cha. Mẹ quỳ ôm con trong bùn đất, cái chết đau lòng bao nước mắt. Chồng đứng nhìn vợ trôi lặng lẽ, âm thầm bất lực miệng hét gào. Hoa màu của cải lòi gia súc, heo nước cuốn trôi đến từng nhà. Nỗi sình trộn lẫn với thịt da, đau xé tâm can cảnh nước nhà. Giặc lũ tràn vào cướp nước ta, chiến sĩ thời bình ra sức đánh. Chung tay gắng sức cứu dân mình, ra đi lặng lẽ trong đêm tối, hy sinh gìn giữ cho quê mình. Nhìn thấy đồng bào đang chịu khổ, một chén cơm khô nghỉ hương nhiều. Cả nước chung tay cùng góp sức, một gói mì tôm đến từng nhà. Miền Trung bão lũ chừng nào qua, trả lại chòi non cho nước nhà. Mưa gió chút lên thân xác ấy, cũng đồng một thể với màu da. Miền Trung bão lũ rồi sẽ qua, tấm lòng cả nước thật bao la. Người người đem tâm đi cứu giúp, năng lượng yêu thương đến mọi nhà. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Con nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho đồng bào miền Trung vượt qua thiên tai và sớm trở lại cuộc sống bình thường, và gửi lời chúc sức khỏe cho đến những tấm lòng từ bi Bồ Tát, và đem cái tâm và tài của mình ra giúp đồng bào miền Trung. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.